Ok, bây giờ đi vào và xem trại nào. Đây chỗ uống mà chị ơi. Chỗ này của chị mới xây dựng và phát này là phát đầu tiên đấy phải không? Đây là đầu tiên à? Như này quy củ đấy, quy củ đấy. Đẹp lên đấy, như này là đẹp rồi. Bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Xem nào, 29 bát, cái này là bao nhiêu? 29, hôm nay là mùng 7. Chuồng này rộng bao nhiêu đây Sắp chị? được 40 ngày rồi cơ. Ai... Chuồng này làm hay hơn chuồng em. Thế chỗ uống nước là ở ngoài 254. đây à? Sao chị không làm cái ấy to to lên? Cái xô nước kìa. Mình pha thuốc chỉ thế thôi, tầm đấy nó uống hết một buổi xong lại pha tiếp, Thế à? làm to thì pha nước vào đâu. Nám này là hay hơn cái chuồng của em một cái là nó ở cái ngoài rìa này, này. Ngoài rìa này chị bắn ra thêm những như chuồng của em không bắn ra đâu. Lừa nó chạy vào. Dẹp lên đây. Bao nhiêu ngày? Sắp được 40 ngày, Sắp được 40 ngày. 37, 37 này. Em cho chị xem cái đàn của em. Ôi, nhưng mà chuồng này làm khả năng em phải học chị cái chuồng này đấy. Không, nó như thế nào? Sau đây của chị cái này. Không xây thêm một cái ở gì ấy nữa, một hàng. Cho cái gạch qua đây mà lười bê Nhưng quá. mà trời rét này sao chị không cho cái chấu này nó ấy lên? Dày á, qua chị đi 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 vào được không? được, qua chị mới đổ ít này, tí đi chở thêm Ở nó đây. không có nhỏ này. Ở đây em quay đúng này. Không, chị kéo bạt lên đi. Như này chị phải kéo bạt lên này. Không, gà ba mấy ngày rồi phải không? Gà ba mấy ngày như này không cần phải kéo nữa đâu. Cái chị còn phải kéo bạt lên cho nó thoáng cái chuồng ấy. Chị vào đây chị có thấy nó mùi nó kiểu như là hơi khó chịu một tí không? Hơi bí không? Lại nấu Chị gà thấy của nó em. tú tú ở đây, sợ nó lạnh bên Như kia. này thì quá rộng. Chuồng này. Chỗ úm đây. Chuồng này là kích thước bao nhiêu ấy chị? Dài như 30 mét sao ấy. Dài 30 mét. Rộng, không biết là 10 mét hay sao. Rộng cũng phải 10 mét đấy. Chuồng của em cũng cũng thế này thôi. Nhưng mà chuồng của em sẽ không có cái cột giữa này. Thế Chuồng thì nó cột giữa này yếu lắm. thì những cái kèo này của em là dùng bằng tất cả em dùng bằng sắt 48 hết, không phải dùng bằng cây 36 này. Nhưng mà chuồng mới này em sẽ là em làm thì em cũng sẽ làm 36 như kiểu của chị đấy không? Như kiểu như này. Chi phí cái chuồng này hết nhiều. Trăm tư đến trăm rưỡi nữa. Trăm đấy. 400-450 vừa. Thế là nhiều. Nhưng mà chị đã xây cái Riêng bức cái tôn cái mái này hết 60 triệu. mái này hết 60 triệu. Chưa tính cái đống sắt B40. Đây là chị thuê trắng hay là thế nào? Thế chứ. Thuê trắng à? Nên này làm cẩn Nhưng thận lắm. Dây. như này Không là phải như cái chuồng bên kia đâu. Chuồng bên kia sắp phải ráp lại. như này tầm tuổi này chị cứ vén cái bạt này ra này, vén những cái bạt này ra. Như của em thường thường là cứ khoảng 25 đến 30 ngày là em vén hết lên. Cho nó thoáng, mới lại cho nó làm quen với thời tiết, nó thích nghi dần. Như này thì cây úm là một cái này cũng được, cây úm ấy. Sao chị không thiết kế thêm một máng ăn ở bên này nữa? Còn một Ừ, máng nước ở đây máng này, nước. Đúng rồi. nhưng mà đã có thời gian làm đâu. Cái xô này cả chị chơi bằng cái loại kia thì nó ở cái chỗ này nó không phải bấn đính như này đâu, mà nó cái gì nhỉ, nó có một cái vút lên như này xong rồi kẹp Biết vào đây. rồi, cái đấy làm khó hơn. Chị lấy cái Ừ. này, nhưng mà cái xô này nó to hơn cái bế này. Như Nhưng thế mà nó gọn nếu gàng mà dễ làm như tròn. thế thì
chị đã chị đỡ phải treo như này, không treo như này lắm lúc cũng bất điện phết đấy. Không treo này nó trèo lên lắm, nó nhảy lên đấy. Mình treo này nó đung đưa nó nhảy lên. Như này của em ơi, như này này, nhưng mà của em lại đấy, lấy ốc, lên đế đế sắt cái gì? Đế sắt đấy, xong rồi lấy thêm cái gì nhỉ? Cái xọt hoa quả bọn nó bé bé ấy. Tính ra có cái máng tự động như này, máng tự động như này đỡ được bao nhiêu nhỉ? Không phải công sách nước mệt. Chị từ lúc uống chị ta sách có mấy lần rồi. Cái này cho cái máng bé, cùng cái máng nước tự động bé đó mà. Đàn này chị bắt giống ở đâu ấy? Giống anh Huân đấy. Giống anh Huân à? 2000. 2000. 2000 núi này dài 30 mét mà rộng 10 mét, 300 mét, 2000 thì thưa. Ừ, định lấy 2000 chứ, nhưng mà ông khoảng độ khoảng độ 2000 rưỡi thì vừa đẹp chuồng này. Đấy, nó cứ trèo lên như kia. Đấy. Thế cái này chị lại làm kiểu như bằng cái bạt ni lông này nhỉ. Thế còn lại cứ nắng thì nó chiếu ở đây lúc úm ấy, không phải tốn điện. Nếu mà đỡ đỡ mất công như của em, những cái bạt ví dụ như là bạt ở rìa kia em lại làm cái bạt trong mình quấn tay ấy, quấn tay nó đỡ. Như này ví dụ như là chị muốn vén nó lên thì nó lại khó, lúc chị tả nó xuống nó khó. Không, chị chỉ vén bên này thôi, bên này mới mở bên này, còn bên kia thì không cần. Chỉ có lúc mùa hè mới phải thôi. Có khả năng là chị cũng là em ngày xưa em làm cái chuồng mà nó bằng tôn xốp này lần đầu tiên ở đây, xong đến bằng khiêm, xong bây giờ là chị là chơi cái chuồng kiểu như thế này. Chính ra chơi như này đến lúc mùa hè đỡ nhiều công lắm, đỡ nhiều công lắm. Nó không lóng đâu, nếu mà nó mà lóng ấy thì cái chỗ này mà nhiều nước ấy chị làm cái mái phun cũng được, cái béc phun ấy. Không thì mình quạt, dùng quạt như của em cũng được. Như chuồng này cần hai cái quạt cây là được. Chả, chính xác là được trên 30 ngày rồi à? 37, 38 ngày rồi. 37, 38 ngày. Cái này thì nếu như của em thì nó hơi bé. Bé hơn của em. Dễ hơn của em. Nhưng mà gà nó thưa thế này. Đấy, chị đi vào đây chị có thấy có cái mùi kiểu như là nó hơi bí bí không? Gà 30 ngày, 30 hơn 30 ngày. Hơn 30 ngày tuổi. Đây, chuồng của chị thiết kế như thế này đây. Anh em có thể học hỏi cái thiết kế của chị nhá. Đấy. Và thiết kế này. Chuồng lập tôn xốp. Nó bị mổ lông à, ăn dây à. Đấy. Gà tầm này nó đang dãi rất là ghê nên là tránh những cái túi ni lông như thế này, này hay là dây dợ để gà nó đỡ mổ, đỡ ăn cái dây đấy. Đấy, rìa này thì xây này. Bắn nó chứ, cả cái đây cái dây như này này. Cái dây to như này thì nó không ăn được, nhưng mà cái dây như kia là cũng như của chị là nó ăn được đấy. Máng nước tự động đây, máng nước như thế này. Đấy, đấy bắt như thế này. Đấy. Có khi là cắt cho nó xuống ruột đi. Chị rút ra đi, rút xem chị nặng không? Nặng, không được rồi. Ôi. Cắt đi. Con này bỏ chị mang cầm cầm ở đây này.
cầm này. Trời ơi, mai cái này là là cắt cắt nhưng mà nó cái dây này nó dài lắm. Cắt như thế con này bỏ riêng ra đúng không? Con này chắc không sống được. Mày chết. Đây như này không sống được. Đi ra đây. Bị như thế khó sống lắm. Đấy, gà trống ở đây được ăn cả ngô nhé mọi người. Này. Được ăn cả ngô nữa. Toàn ăn ngô không. Đấy. Chuồng. Đúng lại chuồng một lần nữa đây. Chuồng, đây là chuồng thứ hai nhé. Đây khu vực chăn thả của chị ở ngoài này. Đây. Quay cho mọi người khu vực chăn thả. Rất là rộng rãi luôn nhé. Này. Mãi lên trên kia cơ mà. À. Nhưng mà gà còn không có ra đến nơi. Đấy, chị đây chị quay hết vòng quanh rồi. Đấy, khu vực rìa này. Rìa đây chị thiết kế máng ăn rồi máng uống cũng có ở ngoài này. Đấy, con này mọi người nhìn hai con gà này. Hai con này nó phải quãng độ hơn 4 trên 4 cân nhé. Không có dưới 4 cân đâu hai con này. To lắm. Đấy. Gà đúng chất gà thả đồi luôn. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, đang có khách đến bắt gà đấy. Xuống khu vực dưới này xem. Quá là ghê luôn. Đây mấy hôm mưa không thả được gà. Mấy hôm nay, 2-3 hôm nay thời tiết nó lại mới nóng lên thì nó nắng lên thì mới thả gà. Đấy. Người nhìn xem, xuống hết đây. Chuồng nó nằm ở vị trí cao như thế này thì nó sẽ tránh được cái hiện tượng nồm ẩm vào thời tiết khi mà như đợt vừa rồi ấy, mưa đấy ẩm nhiều thì cái chuồng này nó sẽ ít khi bị xảy ra cái chuyện chuồng nó bị nồm ẩm nhé. Đấy, chuồng cao nó lại lợi thế đấy. Mọi người nhìn gà quế xuống hết dưới này. Đấy, gà đẹp chưa, chân nổ au. Gà mái đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Xuống như này. Đấy, mọi người thấy khu vực thả của chị rộng. Đây còn có một cái ao nữa nhé. Đấy. Thả gà xuống mãi dưới kia. Đúng chất gà thả đồi luôn. Đấy. Lên trên kia. Chuồng thì ở mãi tít trên kia. Đấy. Rồi chúng ta lên xem chị bán gà như thế nào nhé. Để xem chị bán gà này. Tinh thần bán gà như thế nào. Gà này. Tít xa tắp một khơi. Giữa trên kia những cái bậc này. Ui giời. Đấy. Đấy, gà thả đồi đấy anh em ạ. Mấy cân lồng đấy? Về thả ăn Tết. 13 cân. Bắt cho em 13 con cân lồng. Con đỏ mặt đấy. Đầy đúng ấy. Trong đây còn đầy, giờ phải đóng cửa vào mới bắt được. Không thì không bắt được. Giờ tại vì gà ở đây nó thả đi linh tinh đi. Mà chị lại quay rộng nữa. Giống này giờ muốn bắt cũng khó nhá. Chị khép khép cái cửa ấy vào. Không thì nó đếch chấm. Đấy, vừa thế thôi, mở ra như thế thôi. Đẹp chưa? 4 cân nhá, mọi người nhá. Đấy. Gà quá đẹp luôn. Mái đỏ mặt hết rồi. Giờ hết gà rồi này. Bán cả ngày chỉ ở nhà bán gà thôi. Gà to thế. To thật. Gà trống to thật. Gà mái cũng to. Gà mái này phải có con phải 3 cân nhưng mà.
Cá mái có con 3 cân đấy chị nhỉ. Ui, ông này ông khiếp thật. To à? Thổ áo. Gà này đẹp thật. Đấy, có một lúc nào chuồng nào cũng phải có một cái khẩu như này để bán gà. Đấy, cứ khẩu thế là được. Đó. Giờ làm gì còn có gà đực đẹp nữa. Giờ hết gà đực đẹp rồi. Gà ăn ngô. Đấy, gà đây chị chăn toàn chăn bằng ngô thôi. Đẹp mê ly luôn. Bao nhiêu con đây bà chị? 15 con à? 16 con. Này và thả ăn Tết. Mà được vào 57 cân. 16 con mà 57 cân. 8 rồi, 57 cân rưỡi. 57 cân rưỡi. Lặng nhỉ. Nó nuôi cái này đạt cân đấy. Nuôi này quá đặt cân. Điên à? Điên à? Điên à? Trắng à? Mặt đỏ tía tai. Tất cả hỏi. Quá nhiều. Thế là đặt cân rồi.